Thông tin miễn nhiệm Ngoại trưởng Tần Cương vừa được Tân Hoa Xã công bố. Theo đó, dưới sự chủ trì của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, kỳ họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 tổ chức tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 7 đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Tần Cương, bổ nhiệm ông Vương Nghị làm Ngoại trưởng. Cùng trong đợt miễn nhiệm lần này còn có Thống đốc Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương. Người được bổ nhiệm thay ông là ông Phan Công Thắng, người từng giữ chức phó thống đốc và vừa được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy ngân hàng này hồi đầu tháng. Việc miễn nhiệm ông Dịch Cương là do ông đã đến tuổi nghỉ hưu, trong khi không rõ ông Tần Cương bị miễn nhiệm vì lý do gì. Ông Tần Cương năm nay 57 tuổi, từng được Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm vượt cấp từ đại sứ tại Mỹ lên thẳng Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Tháng 3 năm nay, tại kỳ họp Quốc hội thường niên, mặc dù mới giữ chức Ngoại trưởng chưa đầy 3 tháng, ông đã được thăng chức Ủy viên Quốc vụ và đứng vào hàng ngũ lãnh đạo chính phủ cấp phó, trở thành một trong những lãnh đạo đảng và nhà nước trẻ nhất Trung Quốc. Ông đã không xuất hiện trước công chúng và trên chính trường nước này từ ngày 25 tháng 6, sau khi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko ở thủ đô Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 11 tháng 7 từng cho biết, ông Tần Cương không thể tham dự các cuộc họp của Ngoại trưởng ASEAN và các nước đối tác tổ chức tại Jakarta, Indonesia vì lý do sức khỏe.